Cảm ơn nhiều. Chắc cũng đi rồi. Cái này phải đúng là lên điện nhận, lên điện, lên đèn chứ.
lại luôn. Không. Nó bốn giờ, nó nắng bốn giờ, bảy giờ, nó nắng 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 bác chào ổng cái nè, đi mạnh giỏi nha, hẹn ngày không gặp lại, hẹn ngày không gặp lại, bác chào ổng cái, tạm biệt anh, đâu có, sẽ đáp chờ, tạm biệt anh, hẹn ngày không gặp lại, để còn có mình vẫn đi nha. Đúng rồi, cho được cấp 3 thôi, chưa lên rồi. Con nó còn mấy là nó đợi rồi, thấy không? Không chứ cô, mình sẽ đấu nha cô. Đang chuẩn bị. Dạ, cảm ơn cô nhiều. Cái tạng không đi không? Ở Việt Nam chứ không? Để qua. Ký ở Việt Nam đó. Đúng rồi. Để cô là Việt Nam rồi, không biết Việt Nam về đây là hoạt động, nhưng mà tại vì không muốn đi đâu. Hôm qua là ông về gia đình theo, hôm qua đây mười mấy nữa, 20 năm mà ở qua đây ông diễn mà. Bên lúc đó từ hôm qua thì lên này nó có lại show nữa, nó có lại show. Cái như đó Nhung á, Nhung Hải Châu với lại Châu Linh với là Phương Dung á, diễn viên hải ngoại. Ủa sao giờ ông kêu hải ngoại đó vậy? Ở đó diễn viên hải ngoại. Trời ơi. Đó giờ không kêu hải ngoại nữa. Đó giờ chấm trên tờ bôi đô đó, tiền không á. Nó về đây nó mới có tiền. Không thấy gì.
nhón lên hết, mình lùng là nhón nó thấy xe đẩy vô cái sân bay nhập. Đó gà đó chị ơi, đó chị ha. Thank you.
giờ đang lấy đồ ở đó, cứ mở nước mưa đi được không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.